Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với con giáp người tuổi Dậu, một tháng bình ổn, ít có biến động. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, những chủ gà đón một tháng mới bình ổn, ít biến động. Tháng này sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sanh năm Dậu. Tháng này có nhiều sự an toàn đến với bạn. Không mong tranh đấu quá nhiều, điều này tùy thuộc vào sự lựa chọn của mọi người. Vận trình sự nghiệp được thiên ấn che chở nên không gặp quá nhiều khó khăn. Nếu làm việc chăm chỉ, với năng lực hiện tại, những chú gà hoàn toàn có thể thuận lợi vượt qua tháng này. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn có cơ hội gặp được người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Đó là cơ hội để học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của người tuổi Dậu có khoản ra, khoản vào, kiếm tiền đều đặn. Nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về thu nhập ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Dù vậy, bạn cũng không nên quá mức sốt ruột với tình trạng hiện tại mà đưa ra những quyết định thiếu sản xuất. Với những ai có những thăng trầm trong vận trình tình cảm, mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số trục trặc dẫn tới rạn nứt. Nhưng nếu cả hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp, thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Sức khỏe của người tuổi Dậu được dự báo sẽ tương đối ổn định trong tháng này, nhưng cũng cần chú ý giữ gìn rèn luyện được thể chất tốt hơn. Hãy sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo có giấc ngủ và sức khỏe. Xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Xét về phương diện sự nghiệp, tháng Quý Hợi sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng, phát triển ổn định đối với người tuổi Dậu. Công việc vốn thế nào thì cứ làm thế ấy, dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với những người sanh năm Dậu. Khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra đầu năm, để vừa tạo một cái kết đẹp cho năm Quý Mão và cũng là tạo tiền đề cho năm mới đang tới. Tuy nhiên, một số người có thể chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì là sai, tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng trong quá trình thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này vận quý nhân khá vượng nên chỉ khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, đừng ngần ngại mở lời nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Trong những cuộc họp hội thảo, đó là cơ hội để học hỏi xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người tuổi Dậu đang làm trong lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của bạn sẽ tăng lên cao trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng thăng tiến trong con đường sự nghiệp cá nhân. Với các bạn học sinh tuổi Dậu, điểm số của bạn sẽ được cải thiện đáng kể trong tháng Quý Hợi này. Bạn nên có khả năng tiếp thu kiến thức, tinh thần chăm chỉ, chỉ cần kiên trì siêng năng, tự giác học hành sẽ có thu hoạch tốt. Nhìn chung, để phát triển con đường sự nghiệp thì người tuổi Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu bạn giữ thái độ làm việc hời hợt, lười biếng sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó, cho dù bạn có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm trong tháng này là người tuổi Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Quý Hợi, tài vận của người tuổi Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi,
ít cỏ sóng gió nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn. Trong cuộc sống thường ngày, bản mệnh có khoản ra, khoản vào. Nếu biết quản lý tiền bạc hợp lý, thì bạn gần như không phải lo lắng gì về vấn đề tài chính ở hiện tại. Lưu ý, tháng này người tuổi Dậu có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải là tài tinh nên cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài chính. Với người làm kinh doanh, nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được nguồn thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý, tránh tiêu dùng mù quáng cũng là cách quan trọng để duy trì tài vận cho mình một cách tốt nhất trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những ai có tham vọng lớn thì lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ. Con giáp này sẽ có những dự tính tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 cho biết, chuyện tình cảm gia đạo của người tuổi Dậu có thăng cũng có trầm, nhiều thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Dù thế nào đi nữa thì con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ đôi lứa có thể gặp một số khúc mắc dẫn tới rạn nứt. Nếu như hai bạn có thể duy trì sự giao tiếp, thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ sẽ qua nhanh và lại xây dựng một mối quan hệ tình cảm bền chặt hơn. Đồng thời, bạn cũng phải học cách suy nghĩ độc lập, làm chủ hạnh phúc của chính mình, không nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Người độc thân trở nên cực kỳ đào hoa, nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới, thậm chí bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác. Tình cảm nảy nở nhanh chóng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Nhưng bạn cũng cần phải có lý trí. Yêu đương nồng nhiệt tới đâu cũng nên dùng cả lý trí để bảo vệ bản thân mình trước. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về mặt sức khỏe thì tháng Quý Hợi này có nguyệt lệnh lâm đất bệnh, cảnh báo người tuổi Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện cơ thể thường xuyên, hạn chế các bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp những tình trạng bệnh vặt, nếu không chăm sóc bản thân cho tốt thì rất dễ có bệnh dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể. Sau khi bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, người tuổi Dậu cần làm tốt công tác giữ ẩm. Những bạn sinh vào mùa hè dễ mắc các bệnh thường hàn như cảm, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang tới nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 10 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh hỏa, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, công việc vũng thế cứ thế mà làm, mọi sự sẽ thân bườm xuôi gió. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, vận quý nhân tăng cao, khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, đừng ngần ngại mở lời sự giúp đỡ. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, công việc thuận lợi, ít có sóng gió nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, chuyện tình cảm có thăng có trầm, thay đổi theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất.
Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Thìn, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đen.